Nhiều người kêu anh giùm Minh Dương. Thiệt á hả? Ủa thôi kệ, nó càng tốt chứ ai cũng nói mình giống vậy hết trơn. Tại cái hồng của mình nó dài á. Thiệt luôn á. Hả? Ở nhà cũng có chửi lắm luôn. Thiệt, cũng có dành xôi bị chửi hoài cái kìa. Cãi lộn hoài cái kìa. Dành xôi nè, nào chửi. Nó bị chửi hoài đó, nó thấy không khổ. Bây giờ bà bán bánh trộn với đi quay ngoài nắng không dài bị chửi không mà. Chửi đét giờ quen luôn, chửi lại. Thôi giờ bà bán bánh trộn với bà thi đi. Ít ngày bà nổi luôn luôn đó. TikTok nó chửi biết là nổi à. Tôi xài lắm má, tôi Tân Bình, tôi lên đây đó. Vậy hả? Oh. Qua đi, phụ bà. Ok. Trời ơi. Giờ này cũng éo má. Con mẹ khoa rồi bây giờ nổi tiếng nó bán cái gì chiên luôn kìa. Ngày trời ơi, tôi không có vốn má, tôi có vốn tôi ra tôi làm luôn rồi. Tôi có vốn má. Anh ơi, anh chửi một số bình luận mà chửi anh, ném đá anh đi. Tao đã chửi tôi cái gì tôi không thấy luôn á trời. Sao? Ai chửi tôi cái gì? Nó chửi gì đó là bà coi comment tôi chửi bà cái gì? Chửi bà tên cái gì? Bê đi lô mà còn mua bánh trên chỗ. Đã chửi sao? Trời ơi, mình là con đã... người đúng không? Mình con người mình có cái họng là mình phải ăn đúng không? Có trái trộn mình để vô họng ăn mà đúng không? Trời ơi, chứ biết sao giờ chút lẽ bánh trái trộn kẹp ở đâu ăn. Trời đất ơi. Nó được bê đê mà cũng đặt đi mua bánh trắng trộn à hay sao? Đây cũng là con người mà đúng không? Cũng là con người đây. Là con người đây sống rồi. Đúng không? Nhiều khi còn ngon lành hơn á tụi nó nữa, tụi chửi ta. Rồi cha má nó dạy nó vô chửi ta. Bà bây giờ mình phải lần sao hơn trần bị đứt bo mới được. Đứt bo chỉ cần mình tắm hết xiên gái là bây giờ nhưng mà biết sao tôi mới lội với nó chứ, với lại tôi không có đẹp với nó, hiểu không? Tôi còn men lắm, tôi có đẹp với nó mà bắp tay bự gì đó hơn á. Xích ra coi kỳ ghê. Bữa đứng ở ngoài quay á. Dạ. Mình mua bánh tráng trộn ở ngoài đường đúng không? Dạ đúng rồi. Cái đợt đó em mặc áo màu hường đó anh. Em chạy đường kia tó đấy nha. Giờ nó chửi em đó. Nó cắt cái đoạn nó đăng lên TikTok luôn á anh. Trời ơi. Nó mệt luôn á. Rồi phim rồi về mọi người đăng lên rồi. Rồi lúc đó như thế nào? Trời ơi, bình thường chứ sao bây giờ mình đâu biết nó lại sung sướng không sung sướng. Trời ơi, cả nó chửi thì sao nó có tay nó cào. Với lại cái thời gian đó là cấm dịch đó, tụi nó ở không nhiều. Nó chửi mình, nó có chửi. Bây giờ qua hai chị nó chửi mình nghiệp nó về nó chứ nghề nghiệp chứ về ai. Mình đâu có sợ. Có đọc bình luận không? Có đọc hết. À, với lại nhiều khi nó cắt em ra cái khúc nào em cũng không biết đó, bạn bè em thôi. Xong rồi gửi cho em mấy cái đó qua để em đọc hết luôn. Dạ. Em đọc hết. Rồi gì tao nói gì tao nó chửi bà kia nó nói cả đó. Ủa sao mua giờ về sao vô trời. Con này đúng rồi. Cái con này nó để quăng miếng với bà cứ thi đùa đó ra đó. Vậy sao bả mơ đi. Ghê chưa bạn, thấy ghê chưa bạn? Lòng đi lòng sao? Rồi sao vừa đồ mọi người kết bạn nhiều không? Có kết bạn nhiều. Dạ có kết bạn nhiều nhưng mà biết sao em coi nói chung là ai mà gì ta Facebook thì em mới kết bạn là em mới add lại, còn không thôi để em block quá luôn. Em block quá luôn chứ bây giờ nó vô ba cái nick ảo đó, nick quỷ nick ma gì nó vô nó chửi em thôi cả đó đi. Không có sao, em không có quan trọng mấy cái chuyện đó. Thiệt. Dạ biết sao em vẫn là em thôi. Bao nhiêu năm đi đóng phim không nổi mà nổi gì mấy cái này quá. Trời ơi, mày biết sao đi phim từ năm 2016 đến giờ mà sao mình núp đốc không mà. Núp đốc mà cái bóng đi qua đi lại không mà. Nhiều khi có một hai câu vô chửi ta cái xong đi về. Kiếm mấy trăm ngàn cái đi về, khổ lắm. Trời thức khuya dậy sớm nha. Ai gì ta 4-5 giờ cái nha rồi. 4-5 giờ cái sách tháng rồi đi vậy đó. Tháng đi tới khuya đi về. Trời ơi, gặp nhiều cái rủi ro lắm. Biết đâu làm nghề này khổ lắm. Anh bao nhiêu tuổi mà? Mình 22 tuổi. Trời ơi. Hai con dịch luôn á. Ừ, cái tướng nó cũng như con dịch luôn rồi thế này à. Từ hôm nay tôi thấy mà mình làm công việc gì á? Bà nói luôn đi, mà tôi nói công việc của tôi ngại, tôi muốn giấu. 22 tuổi dậy thì rồi phải che hai cái núm đi. Trời ơi, nó cả đi. Thôi nó nói chung mình phe không được đâu. Mình phe chứ cả chứ không sao quá đó. Bố đi hội thảo về cái gì á? Trời nói chung tùm lum mà nói lên đây kỳ lắm, không có được. Nói chung mình biết mà mình không có nói được, không có tiền hả nó nói được. Bật mì cái nội dung mình chào cái đó mình không nói à, đúng rồi mình lịch sự mà mình không có nói được. Mất công về chửi nữa, nó khổ lắm. Mình ở Tân Bình. Bữa nay qua đây có sợ bị chửi tiếp không? Thôi chửi thôi cả chứ sao giờ mình đâu biết ta là ai đâu, ta chửi cứ để cho ta chửi phải không? Ta có miệng ta chửi đúng không? Giống như mình vậy, mình có miệng mình nói thôi chứ sao giờ.
Ba quá quá cho ngồi cần cái phụ. Hôm nay nhớ bà qua năm ba tháng bây giờ Sài Gòn này đó. Quay phụ cái thi đi, cái thi không bị phụ đó. Quay phụ cái thi đi. Quay phụ cái thi đi. Có mình qua nữa. Đi qua đi, qua đi, qua đi, qua đi, dắt em đi đi chứ sao đâu. Dắt đi nè, đi đi. Đây đây đây, vừa phụ vừa nói chuyện nha. Trời ơi trời, em quay em bắt trang trời, em chú phụ luôn coi trời. Phụ đi, phụ cho chị đi. Trời trời, mấy bà dưới cười rồi, mấy bà dưới cười rồi chị. Đâu đâu đâu, chị em làm đi, chị em làm đi. Dạ cầm cái bọc á, tao nó hành bọc đi lông phải không? Cái này đi lông không chị? Không, cái này bao cao su. Không, cái này bao cao su. Cho 12 chút phút, cái này 2 bịch này, cái này 2 cái gì. Rồi em phụ nè, em chạy, cho cái bịch này vô đầu tiên đó phải không chị? Cái này vô phải không? Cho cút vô ha. Trời ơi là trời. Mà cái bọc nó dịch nó đâu nó nuôi vậy trời. Đây bao nhiêu quả cho vô đây vậy? À trời ơi, 6 quả, 6 quả, 6 quả, 6 quả, 12 quả. Còn 12 quả vô, còn 2 bình xoài vô. 12 quả vô, 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 12 quả. Trời ơi là trời. Rồi 12 quả đây rồi, chị ta có cái này. Rồi em bỏ đi mà, hai đôi đũa. Hai đứa đủ không? Phần hai người luôn hả? Một không? Dạ rồi. Đây nè trời. Đó cuối cùng em cũng làm xong bịch rồi nghe trời. Thêm bịch nữa đi nha. Ok, ship hàng ngay đi, ngay lại. Hàng ngay lại, mọi người đang bị méo vị trí của mình. Bị méo vị trí mình rất là cao luôn á. Ai cười bảo quá. Bữa giờ lâu quá đổi không khí có bà bảo qua đỡ buồn. Thì bữa giờ mệt quá. Phải làm quá sáng là sao. Sáng giờ phụ ta bãi được cái gì chưa, ngồi nát hoài à. Cha ta ca lăng không vô không? Cha không ca lăng đây không có được đâu đó. Chúc nhau. Quay bỏ đùa ra chị. Chúc nhau. Sao vậy chị? Bữa giờ tết tới giờ gì đi diễn nhiều hơn. Ế mẹ luôn không? Sao bỏ mày nó thiệt luôn, bả sao hoài. Diễn gì vậy, diễn gì vậy? Bả sao hoài cho nên không đem ra đây đó. Bả hoài luôn á. Tiếp bao nhiêu người diễn mỗi qua đây luôn á. Mình diễn cái gì vậy, diễn cái gì vậy? Mở ra mở ra. Ba diễn cái gì vậy? Ai biết ba diễn cái gì đâu, nhưng mà ba đi diễn, thấy ba đi diễn. Dạ. Rồi làm cho chị luôn nha. Trời. Hai bận lận mấy đỡ. Hai bật luôn hả? Đó. Bật đứa. Rồi đứa cho anh này lấy hai chậm luôn nè. Hai sợi nè trời. Trời ơi, trong cái chợ quá. Đây chị em khó 170 nha trời. 170 hai sợi hai phần hả? Dạ em qua anh, dạ em không có biết buôn bán gì trời. Dạ giờ bà đi tôi nhìn bà nó mắc cười hơn bà đi luôn. Hôm nay tôi mặc đồ nó hơi bị men. Men quá ai lựa nó bậy bé vậy, ai nó bé men vậy mọi người. Vậy thì xác nhận giùm mọi người có em có men không chị? Không, nhìn em anh không biết qua ai, anh không biết bé MVD luôn á. Nó không bởi gì đó, em mua nó bị vô bấm giùm đi má ơi. Gặp em trong cái sạn anh men lắm luôn á, khách sạn như Pullman á. Dạ nhớ không, mà em ghê luôn á. Không có mặt đó, bà nói cái gì buồn. Hồi mốt tam cho tôi đi nó trời, bà nói ra gì hồi bị mốt tam cho tôi đi nó thiệt luôn á. Đi cái thế giới không, cái sạn bé thằng bé đó cũng cùng thôi nha. Đâu đâm đây dạ Ok, cảm ơn em. Ok, cảm ơn em. Đây. Ok con. Một phần nữa em. Có hai phần. Con gái. Mọi người có được một phần nha. Mọi người sẽ được hai bịch đều hết mọi người nha. Đây, giờ chị bán lúc anh bỏ cái gì vậy? Anh bỏ cái gì đùm đùm. Trứng cốt. Bánh này trứng. Bỏ gì ba? Trứng cút. Bỏ cho bánh vú vô nè. Cái gì vậy? Ta vậy? Hai trứng đó. Đủ rồi, bỏ tới 18, 19 trứng, 29 lần. Mã nhìn trời quá trời. Mã cái gì mà mã. Rồi tụi bé ăn sáng. Ok. Cửa chạy. Chút gì ngon miệng nha chị. Đang lên bày nè. Có hai bà. Em tên gì vậy? Hai bịch. Em tên gì, nói cho mọi người nghe đi em. Dạ em Thúy Hồng á chị. Thúy Hồng hả? Dạ đúng rồi.
Bỏ đi em, bỏ đi. 12 trứng cút. Mẹ em bé này hai bịch nè. Chưa ăn, chưa ăn. Chắc vô tiệm sách đi sách cái cút luôn phải không? Chắc đi. Thúy Hồng. Em đây chị. Ủa sao Thúy Hồng coi đầu chùa vậy? Trời ơi buồn quá chị, buồn tình đó chị. Rồi sao cao đầu chùa? Hôm bữa nha biết sao tính cạo chọc đầu luôn á, thiệt luôn á. Rồi. Ừ mà không hiểu sao mà thôi, ta mình là mình hơi đâu mình làm mấy cái trò vậy đúng không? Thằng này không được, mình quen thằng khác thôi. Mình làm ba cái trò đó chỉ tội nghiệp mình bản thân của mình. Và cuối cùng cái trò đó em cũng chơi rồi đó. Thôi kệ chơi thì chơi chứ, nhưng mà hơi đâu mình làm khổ bản thân của mình. Thôi đi. Nó biết em quá. Phần. Ôi mấy bà bị đi lưng dậy. Tốt rồi phải không? Mười cái nè. Cái lấy còn kia kìa em á. Để bên trắng, bên trắng đi anh ơi. Mệt. Một ngày mệt lắm. Đứng nắng rất là mệt. Trời ơi em mà gần đây ngày nào em cũng qua em phụ chị. Em ở đâu nè? Em ở Tân Bình được đó trời. Trời em ở Tân Bình đó trời. Hôm nay em rảnh em qua đây nè. Hai bịch xoài. Dạ em rảnh em qua đây nè. Đâu rồi nè. Rồi hai bịch xoài. Đôi đũa, đôi đũa. Để hai đôi đũa ở đây. Rồi em gửi chị.